Liệu bạn có thể nhìn thấy bao nhiêu loài động vật đang ngụy trang? Đến với cấp độ 1, chúng ta dễ dàng nhìn thấy đây là một chú cú mèo đang ngụy trang để săn mồi ở cự ly gần, nhưng nếu cách đó khoảng 10 mét thì cũng có thể khó mà nhìn thấy được. Đến với cấp độ 2, phải có thể rất gần mới có thể nhìn thấy loài bọ này. Tuy nhiên thì bạn không nên động tay vào nó nha, loài sâu này có thể gây ê bốt đó. Đến với cấp độ 3 thì có kể cả đến gần bạn cũng khó có thể nhận ra đây là một con tắc kè đang ngụy trang để tránh kẻ săn mồi. Đây là một trong những loài động vật thuộc top đầu có khả năng ngụy trang rất tốt. Ở cấp độ 4 này, một người đã chụp lại bức ảnh này từ xa bởi vì mắt của anh ta rất tinh và đã phát hiện sớm. Bạn có nhìn thấy đó là con gì không?